À, số đây con bộ học nè và chụp cho mùi lục rụp tỏ tiết nơi mê riêng thì đọc bạn nhưng chuyên chuẩn đọc mê riêng thì đọc bạn hả và mê riêng thì đọc bạn nếu tuy nhiên đi dìm bì kỳ giá sọc mây mùi tiết và cứ kỳ giá sọc đủ và đại kỳ giá sọc đủ ní is used as an auxiliary verb chân mê riêng đọc bạn nếu tuy nhiên riêng bì kỳ giá sọc đủ đại tài bản thì phải chiến auxiliary verb ok lấy những chỗ tôi say thành rồi thì mùi từ anh ấy cà phê phê thì mùi một quả cây sập đủ đấy và chấm ở cà phê phê chúng nói thì mùi những cái thang we use do to perform the question and negative to the original sentence which is used with ordinary verb. Okay? Chẳng cái phát hiện là chúng nói tiếng nguyên này cả phát hiện thì sắp đủ đi cứ như ta đủ đồng bây giờ cao và chỉ thường ông xuống ngũ nâng cùng rộng bài sẽ chung cuộc và chữ chung cuộc the original sentence chung cuộc bởi dụng ta ấm và original này là bởi dụng cái hiệp dụng dinh bởi dụng ta ấm bởi dụng ta ấm which is used đại tài bản thì phải chỉ mùi with ordinary verb chỉ mùi nó để giải sắp sao mày chấm chúng nó chỉ mùi những cái gì vậy chẳng cứ cà phê pha nó còn biết cứ phần này và cà phê pha nó bỏ thì đi sập đủ và chúng nó chỉ mùi cứ cái pha ấy là mấy bằng cá chỉ tùm rong sụn đủ nên tùm rong phải sai chúng quốc rồi vô đau từng lại nát đại tài bản cà phê chỉ mùi những cái giải sắp ordinary verb nè và chớ nếu cứ chia ca một bài kể giả sập đủ nấc cứ nấc nông ca present cứ dương miền và đủ hai nấc does hai tay thì bài sai cứ đóng và hai nấc doesn't và tay thực hiện cứ miền I V U D cứ bài cho mũi đủ bài sai bài cho mũi don't he she it bài cho mùi does hay bài sai cứ doesn't và tại hôm nay ở đây các cáo cứ dừng bài did hay cùng đồng bài sai cứ dừng bài didn't và hay did nên didn't cứ use with all present cứ bài cho mùi nên thực hiện tụ tập và thực hiện đây các bạn ấy dừng bài thực hiện tụ tập nhé và ok lấy dân châu đó u tập hoa tem đó mình đi hồi mình đi nít về play tích và miền đây trừ các bạn này lại nhé và cụ thọ thì mỗi cư we use we need to stay 3 days in Chiang Mai okay we need to stay 3 days in Chiang Mai nhớ khi thay nhớ tới cả và tới cả sẵn nữ bay ngày nước nóng ấy ghế Chiang Mai và Chiang Mai là người Tây Thái nhé và nói chuyện này chân cái này cứ lúc rô pra ni ni và pra vế chí kể giá ordinary verb chân dân sắc xa thì kể giá ordinary verb cả thì mê riêng môn nó cứ verb ordinary verb bộ ordinary verb thì trở miền thu nơi đà và trở miền thu nơi đà chân cái này cứ verb bộ verb miền thu nơi đà mình này thả verb thì một nét cứ chia ordinary verb này và chia ordinary verb đó là cái này dùng vô auxiliary verb này ta tôi chia ordinary verb mình dùng một bài này không bị dùng lần chấm hãy dùng mơ ca là ca nó ca lấy cái thứ ca present và need cứ ca present đòi ở đây ta ca rồi bỏ hở need cứ thay đi thì cứ need it và need it nó cứ past tense cái này dùng gì nhớ cứ present hay cái này dùng pra need đại miền thu được hàng cao nhất cứ riêng những đặc tôi chỉ ordinary verb và ordinary verb chẳng thể phát phải đồng bây chúng ta chia cùng rung xuống luôn được phải sai chỉ mùi những phải dốt tiền lại nát đại phát chỉ mùi những ordinary verb thì dân ra dốt đủ một bạn đấy ra dốt đủ một bạn ngay lại này và chẳng đọc bây dân đâu biết tới chia xuống luôn khi dân đủ rồi sao phải kiếm kiếm phí và phải kiếm phí ra cho mùi đủ và chẳng nên dốt đủ một bạn do we need to stay
3 days in Chiang Mai. Hay dương thêm nhà số you put a question mark at the end. Chừng đu ni vi ọt miên bọ prai tha phư tí. Ba ọt miên bọ prai tha phư tí. Ba đu ni cứ dương ọt miên bọ prai tha phư tí. Vi còn tại chia auxiliary verb muối. Ba đai vô một prai đâm mây bằng cách chi biểu số nuôn bằng sai. Hai dương bọ tới tam biểu của mình. Dương bọ chia tùm rung số nuôn. Ba tá phải xét cứ mình. Ba anh ba. Giờ prai tha phư tí. Then, do we need to stay 3 days in Chiang Mai? Ta, you try to snap no, wait my no, Chiang Mai, okay? Ba. Tell you about the side, we try to move on. Ba. I can't present. Then, we don't need to stay 3 days in Chiang Mai. Ta, you mình try to, right? You try to mình. You mình try to snap no, wait my no, Chiang Mai, okay? Okay. Without it be, he speaks English well. He speaks English well. What may he be sound like? Man yang long. But, chẳng dừng khơi như không biết khi phải ca nó cứ ca chỉ present thành lại. Đòi kìa giá speak thì chỉ kìa giá không đi mũi ca present hay tới chỉ past tense thì spoke. Tôi chỉ phải participle to spoken, then speak, spoke, spoken. Chân? Speak kia giá cao trong thì mùi nhớ mình phải nóng present thật. Và chẳng kia giá đại phải cho mùi nâng thiên ai quay cho nạc thì sẽ ít nóng cao present thật với tới thành S. Thì speak, verb speak nhớ tới thành S. Và he speaks English well. Chẳng quát là gì sao ông lê bàn nhận lỗ. Và tôi chỉ phải dùng xuống he sẽ ít nhớ phải cho mùi this. This he speak nhưng lúc ấy chế là English well ta quát để dịp sang lê bằng ồ tuy tế và lại đến cứ kỳ giá speak ý cứ chỉ kỳ giá sầm ảnh chẳng ta cứ ra kỳ giá sầm ảnh nhưng ta vô học sử dụng verb mà chúng nuôi nằm bây bằng cách chế sử dụng bạc sài ta như bạc sài he doesn't speak English well nè và ưu thô tiết bây ý cứ dương ưu thô thể ngôi tiền vào 3 explorers found something during their research. But 3 explorers found something during their research. Thì ta, nhẹ sao chiều bây nhẹ. Bạn bật đẹp hướng robot khác. Nông ngầm lòng phê, ca sao chiều robot của kỳ. Bạn, research đến từ ca sao chiều đó. During rồi còn during đến từ lòng tề đó. Và nét sao chiều bay nhé. Ban project cưới robot khác nòng lòng tề ca sao chiều robot của vật. Chẳng khi para cái giá sắp phao cái giá sắp phao đó cứ chi cái giá sắp tung chi phí robot cái giá sắp phải và phải phải lộn đó. À chẳng phán tờ chữ tí tí gì vậy? Found tờ chữ tí bấy found đại mà find found found là cái đấy mà chẳng cái phá cái giao thông tí tí cái phá chữ past tense mà ok chẳng cái đấy thôi rồi vô đi tí muối cứ cái phá cao chi ở tay cả cao và chữ past tense chi ở tay cả cao tí muối thì pi ví dụ mấy cái pa chúng mua những cái giả sát ordinary verb thì ta chúng mua những cái sát sao mày bản chất trong đây bằng cao ta chỉ ví dụ xuống luôn bằng sát riêng ta dụ đít nấn đít đơn một chuỗi và chân ta chỉ xuống luôn đít three explorer find lại cái giả found ấy nhưng đô ta chỉ cái giả sát thông tin mua đỉnh và chân ta đấy is change to the base verb và chẳng đời sao ấy, đời sao bị nhiệt định nít ra từ ngũ nông tay cả ngày. Mình chẳng lấy something như tôi tớ chỉ anything. Đời sao ấy, bà lục rụp ra bị nhiệt muốn hay thà. Nấy something như được nông bị dục sọ. Tớ chỉ xung ngũ của tôi tớ chỉ anything. Tớ chỉ bài sát của tôi tớ chỉ anything này. Và nó xung ra bài sát này xung ngũ. Ok, did three explorers find
anything during their research. Mà ta, nếu như phải ta là đấy, được thế. Ta, nếu sao chơi bày nhẹ ban, và chạy khơi, à vây mũi, nóng, nóng bên này ca sao chiều bỏ cụ quả rứt. Mà, tại sao? Three explorer didn't find anything during their research. Đúng. Để sao chiều bày nhẹ, mình bán, project khơi à vây mũi thế, nóng, nóng bên này ca sao chiều bỏ kỳ. Bạn ấy cứ chia phụ thị hồ nghi nghi bạn thị hồ nghi nghi thế này ca pra pra ấy thì chạy thà phát miên đây của bạn ấy cứ ca pra pra tung tìm mùi là chẳng nói tìm mùi này ca pra pra chúng ta hỏi tìm sao auxiliary verb do bạn cứ chẳng nói tìm mùi này cứ bia phơ láng là mây chúng ta chạy thùng rung xuống nguồn nâng phản đi sáy bạn robot rồi vô tiền lại ngã để tới bán thì pra pra chúng mùi nâng kìa sao ordinary verb và nó cứ miền này có phần này ngay chúng ta chỉ muốn nó cứ miền này phần này và chẳng là bọn ai cho đâu họ bàn chủ này bây buồn tới bây giờ riêng phơ chia sử nú nâng bạc để xài nó chúng ta chỉ muốn và riêng ưu tiêu hô ấy các bạn này ưu tiêu hô ấy trái mắt ưu tiêu hô là và he walks và alone nhân đất à yêu tổ hồi nhân đất he walks alone à nhưng thành là at the seaside nhân đất hả bảo thôi tiếp đó và hỏi nhầm như vậy nhân viên của hôm á hỏi các bạn đấy có máu dương dương điên một cao thì tôi chỉ dùng súng nút bằng bàn sải dùng súng nút bằng bàn sải vào bạn đương nhiên tôi chỉ question mark hay là tôi chỉ bằng sải vào thì kì nhớ đấy thì kì chẳng hạn được kia thì dùng chỉ vừa chỉ súng nút vừa chỉ bằng sải vào đấy bạn đấy là dân riêng phơ bán từ dân mưu phô tăng lên tới dân riêng phát mạng và chẳng là sẽ không tha cho nó tìm mùi nó cứ nghe vô tế bạc nghe vô xui vô bằng phót và chẳng là xâm rạc ông ô rồi bằng phô bóng nát để bán riêng bằng phí cao simple present tense hay là simple past tense chẳng là mình ấy bạc tên chúng là những kênh nghiên phí vô phí cao chúng ta chia sử dụng bạc để xài và đôi ca pra auxiliary verb and chúng mình có ordinary verb chẳng nghe dù lê ở miền đánh bạc này và chẳng miền đi đọc bạc chúng ta tìm mũi này cao bạc bạc auxiliary verb đủ đi sẽ mặt thay chọc và nâng hay dừng nâng to tới cao bạc bạc chúng ta tìm tìm và to tiết này auxiliary verb đủ bạc chẳng xung mọc vấn xung cực liền.